là áo ngay trên lớp, cho học sinh mặc đi khai giảng, thầy giáo có tâm nhất là đây. Những hình ảnh, thầy giáo miệt mài là từng chiếc áo, để học sinh kịp mặc ngày khai giảng, đã ngay lập tức gây sốt cộng đồng mạng. Hôm nay ngày 5 tháng 9, các trường học trên cả nước đồng loạt tổ chức lễ khai giảng. Đối với cuộc đời của người học sinh, ngày khai giảng luôn là một ngày cực kỳ trọng đại. Chính vì thế, các cô cậu học sinh luôn chăm chút hình ảnh để có thể xuất hiện một cách chỉn chu, đẹp nhất trong ngày đáng nhớ này. Hiểu được tâm lý đó của học trò, thầy giáo trường Trung học Phổ thông Bạch Đằng, Thủy Nguyên Hải Phòng đã dành hàng tiếng đồng hồ là áo đồng phục ngay trên lớp cho các em học sinh của mình. Do là trước đó, trường vừa phát đồng phục mới, tuy nhiên do áo mới chưa được là lượt phẳng phiu, mặc lên trông rất khó coi, thế nên thầy đã mang hẳn bàn là đến lớp, là áo cho các em, vì sợ các em không biết làm. Hình ảnh rất đỗi thân thương này đã được các em học sinh ghi lại. Được biết, thầy giáo trong ảnh chính là thầy chủ nhiệm Đỗ Ngọc Thủy của lớp 11B1. Sự tâm lý chăm học trò như chăm con của thầy Thủy đã khiến cho nhiều phụ huynh đưa con đến trường, rồi chôm ví của cô giáo. Đưa con đến lớp, một phụ huynh nảy lòng tham, đã mở cốp xe của một cô giáo rồi chôm ví. Ngày 5 tháng 9, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Lê Văn Côi, 31 tuổi, ngụ ấp Phú An, xã Phú Đức, huyện Long Hồ, về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra ban đầu, vào sáng ngày 4 tháng 9, tôi đưa con đến trường, trung học thị trấn Long Hồ. Sau đó, vị phụ huynh này ra xe của cô giáo Huỳnh Kim Phụng, mở cốp xe, trông chiếc ví của cô giáo này. Khi ra xe, thấy mất ví, cô Phụng đã trình báo công an. Theo lời cô Phụng, bên trong chiếc ví có hơn 8,7 triệu đồng tiền mặt và một điện thoại iPhone. Lực lượng công an đã trích xuất camera của trường thì phát hiện tôi chính là thủ phạm nên mời về làm việc. Tại cơ quan công an, tôi thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và trao trả tài sản đã lấy cắp. Tôi từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa thi hành án xong và trở về địa phương. Vào đầu năm 2018, nay vẫn lại, ngựa quen đường cũ. Hà Nội trước ngày khai giảng, hàng trăm phụ huynh vây trường phản đối lạm thu. 17 giờ ngày 4 tháng 9, hàng trăm phụ huynh đang có con học ở trường tiểu học Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã bao vây cổng trường, phòng hội đồng để phản đối những khoản thu chi đầu năm học của nhà trường. Bị nhắc nhở vì có ý kiến về thu chi. Sáng ngày 4 tháng 9, phản ánh đến báo Người Lao Động, nhiều phụ huynh có con đang theo học tại trường tiểu học Sơn Đồng, Hà Nội cho biết mình vô cùng bức xúc khi mới đầu năm học đã phải đóng nhiều khoản tiền với những trách thu chi lên đến 7-8 triệu đồng. Theo những văn bản mà phụ huynh cung cấp, có nhiều khoản tiền được liệt kê như tiền đồng phục và sách giáo khoa 800.000 đồng, tiền lớp chất lượng cao 600.000 đồng, bản tính thông minh 650.000 đồng, nhiều loại quỹ như quỹ phụ huynh trường 250.000 đồng, quỹ lớp 300.000 đồng, quỹ học tập 150.000 đồng, tiền trong giữ ngoài giờ 7.000 đồng trên một tiết, tuần 4 tiết là 1.008.000 đồng, tiền học 2 buổi 900.000 đồng, 100.000 đồng trên một tháng, tiền vệ sinh 100.000 đồng. Các phụ huynh có con học lớp 2, lớp 3 cũng nhận được những trách thông báo của nhà trường với danh sách dài các khoản thu, tổng số tiền cũng lên đến vài triệu. Trong số những khoản thu chi mà nhà trường đưa ra, chúng tôi đã phải đóng nhiều khoản chúng tôi đóng cho thủ quỹ của nhà trường và không hề có hóa đơn thu chi. Chúng tôi mong muốn nhà trường giải thích rõ trong số những khoản thu này, khoản nào là của lớp, khoản nào của nhà trường, khoản nào là bắt buộc, khoản nào là tự nguyện, nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Thậm chí người nhà tôi bức xúc đưa thông tin lên mạng xã hội, còn bị cán bộ trong trường gọi đến nhắc nhở, chị Lê Thị Hát có con học lớp 3 tại trường tiểu học Sơn Đồng bức xúc. Mới vào học lớp 1 mà đóng nhiều khoản như thế này, nhà tôi có hai con đang học trong trường, tổng các khoản phải đóng cho hai con lên đến 15-16 triệu đồng. Chúng tôi là công nhân, lương chỉ đủ sống, giờ biết lấy tiền đâu để đóng học, một phụ huynh than thở. Tại sao không tôn trọng phụ huynh? Trước những phản ánh của phụ huynh về những khoản thu chi đầu năm học, 16 giờ ngày 4 tháng 9, lãnh đạo trường tiểu học Sơn Đồng đã mời toàn bộ phụ huynh của trường đến họp giải thích về thông tin tố trường lạm thu. Tuy nhiên, buổi họp phụ huynh diễn ra không như mong muốn. Cụ thể, theo ghi nhận của phóng viên báo Người Lao Động, đúng 16 giờ, bà Nguyễn Thị Kim Oanh, hiệu trưởng trường tiểu học Sơn Đồng, đứng trước hàng trăm phụ huynh khẳng định nhà trường không lạm thu tất cả các khoản thu chi của nhà trường
đều thực hiện đúng quy định. Việc một số đối tượng không phải là phụ huynh của nhà trường đăng thông tin không chính xác lên mạng xã hội đã làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự của nhà trường cũng như cán bộ giáo viên, nhân viên của trường tiểu học Sơn Đồng. Và đặc biệt là ảnh hưởng đến tất cả các phụ huynh cũng như tất cả học sinh của nhà trường, bà Oanh nói. Bà Oanh cũng cho biết về danh sách các khoản thu mà phụ huynh phản ánh mới chỉ là dự kiến, chứ chưa đưa ra thu chính thức, các khoản tiền này mới được thông báo để lấy ý kiến của tất cả phụ huynh. Chúng tôi mới thực hiện đến bước đó, rồi đến bước tiếp theo sau khi thống nhất ý kiến thỏa thuận của các bậc phụ huynh trong trường, chúng tôi sẽ thông báo với lãnh đạo ủy ban nhân dân xã, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện. Chúng tôi đang có rất nhiều việc chuẩn bị cho ngày mai khai giảng năm học mới, đó là một ngày rất trọng đại và rất có ý nghĩa với toàn thể giáo viên và học sinh. Chính vì vậy, chúng tôi chưa có thời gian để tập hợp ý kiến của các phụ huynh. Sau ngày khai giảng, chúng tôi sẽ tập hợp các ý kiến thống nhất với ban lãnh đạo nhà trường, thường trực ban đại diện cha mẹ học sinh về các khoản thu chi năm học 2018-2019. Khi xin phép chính quyền các cấp, nhà trường sẽ có thông báo chính thức về các khoản thu chi đến phụ huynh, hiệu trưởng trường Sơn Đồng nói. Sau đó, lãnh đạo trường có một bài phát biểu dài về thành tích của nhà trường, một phụ huynh đứng lên giơ tay xin ý kiến. Tuy nhiên, khi thấy phụ huynh tiến lên về phía sân khấu, hiệu trưởng đã đề nghị các giáo viên của trường đi vào phòng hội đồng họp. Điều này khiến hàng trăm phụ huynh dưới sân trường vô cùng bức xúc, phản đối. Thấy tình hình căng thẳng, các thầy cô đã lên phòng họp và không cho phụ huynh vào. Nhiều phụ huynh cho biết nếu hiệu trưởng không có câu trả lời thỏa đáng, sáng ngày 9 tháng 5 họ sẽ không cho con đến trường khai giảng để phản đối việc thu chi của nhà trường. Tối nhà trường lạm thu, phụ huynh bị công an mời lên làm việc. Chiều ngày 4 tháng 9, hàng trăm phụ huynh trường tiểu học Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội đã tập trung tại trường phản ứng nhà trường lạm thu, các khoản thu đầu năm lên đến 8 triệu đồng. Chia sẻ với báo chí, các phụ huynh cho biết rất bức xúc vì các khoản thu đầu năm quá cao, lên đến 8 triệu đồng trên một học sinh. Đặc biệt, các khoản này đều không có phiếu thu mà chỉ là ký tên vào danh sách. Một phụ huynh thống kê cụ thể các khoản tiền trong tờ giấy được giáo viên chủ nhiệm phát đến tay phụ huynh, gồm tiền lớp chất lượng cao 600.000 đồng, bảng tính thông minh 650.000 đồng, học hè 800.000 đồng, tiếng Anh tăng cường 1.170.000 đồng. Tổng cộng các khoản tiền phải nộp là 8 triệu đồng trên một học sinh. Phụ huynh này bức xúc nói thêm các phụ huynh không đồng tình với một số khoản như 800.000 đồng tiền học hè, vì như vậy là cao hơn các trường khác trong vùng. Khoản thu máy chiếu và máy tính bảng thông minh cũng không được đồng ý vì trong cuộc họp năm ngoái, cha mẹ học sinh không đồng ý áp dụng. Trong khi đó, việc đăng ký tham gia, hoạt động trong giữa ngoài giờ lên lớp được nhà trường huy động tự nguyện bằng cách soạn sẵn đơn để phụ huynh ký. Tại cuộc họp phụ huynh được nhà trường tổ chức ở sân trường, bà Nguyễn Thị Kim Oanh, hiệu trưởng trường tiểu học Sơn Đồng cho rằng trên các trang mạng xã hội hiện đang có những thông tin sai lệch về các khoản thu đầu năm học. Hiệu trưởng này cho hay các khoản thu này sẽ được tiến hành theo 4 bước, nhưng hiện tại nhà trường đang mới tiến hành đến bước thứ 2, đó là lấy ý kiến của phụ huynh. Sau bước này, nhà trường mới tiến hành tập trung toàn bộ các ý kiến của phụ huynh từ 30 biên bản họp phụ huynh của 30 lớp. Bà Oanh cũng cho hay nhà trường đang tập trung cho lễ khai giảng nên chưa có câu trả lời cụ thể cho phụ huynh. Sau khai giảng, trường sẽ tập hợp ý kiến của phụ huynh, học sinh, sau đó báo cáo và nếu được các cấp phê duyệt, nhà trường sẽ niêm yết công khai ở cổng trường 2 tuần. Sau đó, phụ huynh, học sinh sẽ nhận được thông báo các khoản thu theo tháng hoặc theo năm. Liên quan đến vụ việc này, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho biết đã liên hệ với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức, trưởng Công an huyện và trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm túc. Ngay sau khi có kết quả xác minh, làm rõ sự việc, chúng tôi sẽ thông tin tiếp, ông Tiến cho biết. Trước đó, tối ngày 3 tháng 9, tài khoản có tên HH đăng tải thông tin trên mạng xã hội Facebook tố trường tiểu học Sơn Đồng và chia sẻ về các khoản thu không rõ ràng. Tài khoản này cho hay, đầu năm học, nhà trường yêu cầu phụ huynh phải đóng rất nhiều các khoản như tiền đồng phục và sách giáo khoa 800.000 đồng,
tin lớp chất lượng cao 600.000 đồng, bản tính thông minh 650.000 đồng, quỹ phụ huynh trường 250.000 đồng, quỹ lớp 300.000 đồng, quỹ học tập 150.000 đồng. Tổng số tiền phải nộp được phụ huynh liệt kê chưa đầy đủ là hơn 8 triệu đồng. Trong đó có rất nhiều khoản thu bất thường khi phụ huynh hỏi, giáo viên lòng vòng không giải thích được. Sau khi thông tin được đưa lên mạng, đại diện nhà trường đã tìm về các nhà phụ huynh, đưa thông tin tố lạm thu lên Facebook để nói chuyện. Đáng chú ý, một số phụ huynh đã chia sẻ bài lên mạng xã hội, bị công an xã Sơn Đồng mời lên làm việc. Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hữu Thắng, trưởng công an xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, xác nhận sự việc và cho biết thêm, công an xã vừa thực hiện, theo chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã, mời phụ huynh đăng bài phản ánh trường tiểu học Sơn Đồng thu chi không rõ ràng lên mạng xã hội Facebook đến trụ sở làm việc. Theo ông Thắng, việc đăng tải thông tin dễ nảy sinh ra mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, cũng như ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo công an mời người dân đăng bài đến để trao đổi. Nếu đúng thông tin như phản ánh, Ủy ban Nhân dân sẽ chỉ đạo trường tiểu học Sơn Đồng làm rõ. Hiện tại, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đồng đã làm việc với nhà trường, yêu cầu nhà trường thu đúng đủ theo quy định của pháp luật.